Tổng thống Afghanistan gặp các nhà lãnh đạo Ấn Độ, tin từ Tân Delhi. Trong chuyến công du 3 ngày tại Ấn Độ, Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, đã gặp người đồng nhiệm, ông Pranab Mukherjee và Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh. Các quan chức cho biết, Tổng thống Afghanistan dự trù sẽ thảo luận về những thỏa thuận vũ khí tiềm năng trong chuyến viếng thăm Tân Delhi vào tuần này, vào một thời điểm khi mà căng thẳng đang tăng cao trong vùng biên giới tranh chấp giữa Afghanistan và Pakistan. Ông Mukherjee đã đón tiếp ông Karzai và phái đoàn tại công thự của mình trước khi nhà lãnh đạo Afghanistan gặp ông Singh để thảo luận. Nhà lãnh đạo Afghanistan muốn Ấn Độ nới rộng các khoản viện trợ để có bao gồm viện trợ quân sự. Trước khi Tổng thống Karzai tới Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Saeed Akbaruddin cho biết, tuy sự trợ giúp của Tân Delhi cho Afghanistan đa số là tập trung vào các dự án phát triển, nhưng chính phủ ở Tân Delhi có thể sẽ xem xét tới những loại hình viện trợ khác. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết, đôi bên có phần chắc sẽ không đạt được thỏa thuận nào về viện trợ quân sự vào thời điểm này.